Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em, kênh chuyên chia sẻ video về cây dược liệu Việt Nam. Trong một video em chia sẻ về cây cỏ sữa thì có một số cô bác và anh chị mình hỏi rất là nhiều về cây cỏ sữa la lớn. Vậy trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cụ thể và chi tiết về cái loại cây dược liệu này nhé. Đây, ở trong vườn, cái khu vực này thì nó ẩm thấp nên là nó mọc rất là nhiều cỏ sữa la lớn. Và bây giờ thì em sẽ chia sẻ chi tiết đến cô bác và anh chị cái loại cây này và cũng như một số các bài thuốc ứng dụng cái loại cây này. Cái cây cỏ sữa này thì ở dạng tươi thì em thường hay sử dụng để điều trị một số các cái bệnh về mụn nhọt hay là những cái bệnh ngứa ở ngoài da. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về cụ thể cái công dụng của cái loại cây này nhé. Sữa la lớn hay nó còn có tên khác là phi dương thảo, cọ thầu dầu. Nó thường mọc hoang ở các cái bãi cỏ ven sông hay là trong vườn, những nơi mà ẩm ướt. Nó ưa cái vùng núi cao có khí hậu lạnh. Đây là một cái cây hàng năm. Đây, khi còn tươi thì cô bác và anh chị mình bấm vào thì nó ra rất là nhiều cái mủ màu trắng nên là nó có tên là cỏ sữa. Bác và anh chị mình có thể thu hái, rửa sạch đất cát, phơi khô hoặc là sấy khô, mình bảo quản để dùng dần nhé. Nó có cái thân mọc thẳng cao khoảng từ 20 đến 25 cm. Cái màu thì có màu hơi nâu, cái thân thì màu hơi nâu đỏ như thế này. Và cái lá thì nó có cái lông phủ. Cái công dụng chính của cái cỏ sữa lá lớn đó là nó có tác dụng kháng khuẩn và kháng cái lị amip rất là hiệu quả. Thứ hai đó là nó ức chế một số các cái chủng vi khuẩn như là tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh. Nó có tác dụng chống viêm, hạ đường huyết, giảm co thắt ruột. Theo cái y học cổ truyền thì cỏ sữa lá lớn nó có vị cay, chua, tính mát và hơi có độc. Nó quy vào ba kinh đó là phế, bàng quang và đại tràng. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thu liễm, chỉ ngứa. Với cái liều dùng là từ 6 đến 9 gram một ngày bằng cách mình sắc uống. Hoặc mình dùng ngoài thì mình dùng với cái liều lượng thích hợp, không kể liều lượng. Một số cái bài thuốc mà người ta sử dụng cái cây cỏ sữa lá lớn này để làm thuốc thì cái bài thuốc đầu tiên đó là trị mụn nhọt, ngứa ngoài da. Khi các chị em mà mình muốn làm đẹp da, cái da của mình nó hay bị nổi mụn trứng cá hay là nổi mụn bọc, mụn viêm thì mình có thể sử dụng cái cây cỏ sữa tươi này hoặc là cây cỏ sữa khô 2 đến 300 g, mình sắc đặc để mình tắm hoặc là mình rửa mỗi ngày một lần, đặc biệt là mình xoa kỹ vào cái chỗ mà nó bị mụn, bị ngứa hay là bị viêm. Cái này nó có công dụng kháng viêm, kháng khuẩn rất là tốt nên là mình cũng có thể dùng tươi bằng cách đó là các chị mình giã nát ra và mình dùng cái bã và cái nước của cái cỏ sữa này mình bôi lên cái vùng da bị mụn trứng cá thì sau khoảng một thời gian từ 2 đến 3 tuần mỗi ngày mình bôi cách ngày ra thì nó sẽ có công dụng giảm mụn viêm rất là hiệu quả. Hay là cái bài thuốc mà người ta sử dụng cái cỏ sữa lá lớn này để thanh tràng chỉ lị, trị cái lị trực khuẩn, lị amip, tiêu chảy. Thì cô bác và anh chị mình dùng cỏ sữa lá lớn 100 g tươi hoặc là từ 10 đến 12 g ở dạng khô. Mình sắc nước mình uống hoặc là mình có thể kết hợp nó với một số các cái nguyên liệu khác như là mình kết hợp với hoàng liên, hoàng đằng, hoàng bá, mỗi thứ 10 g mình sắc uống. Hay là mình cũng có thể kết hợp cái cỏ sữa, cỏ nhọ nồi, rau sam, lá nhót và búp ổi mỗi thứ 10 g để sắc uống thì nó có công dụng chữa cái tiêu chảy, lị amip, lị trực khuẩn rất là hiệu quả. Và một bài thuốc người ta để điều trị cái lợi tiểu, lợi thấp thì cô bác và anh chị mình có thể trị cái tiểu bút, tiểu nóng, tiểu ra máu bằng cỏ sữa kết hợp với dâu mèo, kim tiền thảo, thông thảo. Mỗi thứ 12 g, mình sắc uống ngày một thang và chia làm 3 lần uống trước bữa ăn 1 giờ thì nó có công dụng lợi tiểu và trị cái tiểu nóng, tiểu bút và tiểu ra máu rất là hiệu quả. Những chị mà sau sinh bị tắc tia sữa, mình muốn thông tia sữa, muốn sữa nó nhiều và mát thì mình có thể kết hợp cái cỏ sữa này bằng cách đó là mình kết hợp với ý dĩ và thông thảo mỗi thứ 10 g mình sắc uống thì nó có công dụng rất là tốt trong việc mà làm thông tắc tia sữa và làm lợi sữa.
Bài thuốc tiếp theo đó là bài thuốc mà người ta trị viêm phế quản mãn tính. Thì cô bác và anh chị mình sử dụng cỏ sữa khô 12g kết hợp với cắt cánh 15g, trần bì 10g, cam thảo 6g. Mình sắc uống cho tới khi tình trạng bệnh của mình thuyên giảm và khỏi nhé. Tất cả các cái bài thuốc ở trên thì mình đều sắc ngày một thang và chia làm 2-3 lần uống trong ngày, và mình uống trước bữa ăn khoảng 1 giờ để mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Một số lưu ý khi mình sử dụng cái cây cỏ sữa lá lớn này để làm thuốc đó là nó có tính hơi độc, nên là mình thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ mang thai. Mình nên tham khảo và chỉ có khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa thì mình mới cần sử dụng cho cây đối tượng này. Cây cỏ sữa nó mọc nhiều nơi và dễ dàng để cô bác và anh chị tìm thấy. Tuy nhiên thì đây là một cái loại dược liệu có tính hơi độc. Mình không nên tự ý sử dụng dược liệu ở bằng cái phương pháp uống. Ví dụ như các chị mình có thể sử dụng nó để mình bôi, mình đắp, mình giã, mình tắm. Đó là ở bên ngoài thì mình không cần phải để ý liều lượng hay là chẩn đoán từ bác sĩ. Nhưng nếu mình dùng để mình uống và trị bệnh thì mình cần tham khảo và được chẩn đoán hướng dẫn từ bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng dược liệu nhé. Video của em chia sẻ về cây cỏ sữa lá lớn đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh.